Sau 50 tuổi ăn uống đạm bạc có giúp con người sống trường thọ? Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, sống thọ là chuyện mà tất cả mọi người đều mong muốn, nhưng khoảng cách giữa sự dài ngắn của tuổi thọ lại có cách biệt rất lớn. Có những người đã chết khi vẫn còn là một đứa trẻ, có những người lại sống thọ hơn trăm tuổi. Điều mà chúng ta luôn muốn biết đó là làm thế nào mới có thể sống trường thọ? Hiện nay trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều người không còn thiếu ăn, thiếu mặc nữa, nhưng họ vẫn giữ quan niệm đó là ăn uống đạm bạc, không ăn thức ăn mặn mới là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Mỗi bữa họ chỉ cần một bát cơm trắng, ăn cùng với vài món rau là xong bữa. Vậy với những người sau 50 tuổi, việc ăn uống đạm bạc có thật sự tốt cho sức khỏe hay không? Theo các chuyên gia, nếu không muốn sau 50 tuổi phải tìm người đến để trông coi mình, thì bạn hãy dừng ngay việc ăn uống đạm bạc. Vì sao lại như vậy? Xin mời quý vị theo dõi video ngày hôm nay của An Tâm Sống Khỏe để biết lý do chúng ta cần từ bỏ thói quen ăn uống thanh đạm. Trước kia người già không nên ăn thức ăn thịt là một lời khuyên, bởi các loại thịt cá là nguyên nhân lớn dẫn đến các căn bệnh cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, lượng đường trong máu cao ở người già. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều người cao tuổi được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng nên ăn thịt. Vì sao lại như vậy? Nhân tố quyết định vấn đề sức khỏe của người già không phải là bệnh tật mà là sự lão hóa. Muốn ức chế lão hóa, việc ăn uống đạm bạc không những không giúp ích gì mà ngược lại còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Theo các cuộc điều tra về sức khỏe dinh dưỡng của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản cho thấy tuổi già càng cao, cơ thể sẽ càng thiếu nhiều chất dinh dưỡng. Thông thường cứ mỗi năm người già trong độ tuổi từ 80 đến 84 sẽ có một người bị thiếu dinh dưỡng. Có 1/3 những người trong số độ tuổi 85 trở lên không nạp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ăn càng thanh đạm thì lão hóa càng nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do sau khi khẩu vị của người già giảm đi, nếu 3 bữa cơm chỉ ăn rau đạm bạc thì cơ thể sẽ không đủ calo và các thành phần dinh dưỡng, khả năng miễn dịch cũng theo đó mà bị suy giảm. Tình trạng không đủ chất dinh dưỡng khiến cho nguy cơ tử vong của những người già mắc bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực tăng cao. Nếu như nguy cơ tử vong của những người đầy đủ dinh dưỡng là 1, thì nguy cơ tử vong của những người thiếu dinh dưỡng sẽ cao gấp 2,5 lần. Vì vậy, Nhật Bản đã từng cảnh báo người dân của họ rằng nếu cơ thể không được nạp đủ dinh dưỡng trong một khoảng thời gian dài thì nguy cơ tử vong sẽ tăng lên gấp bội, khả năng nhận thức cũng từ đó mà giảm đi. Những người thiếu dinh dưỡng có tình trạng chỉ số BMI dưới 20 càng nghiêm trọng hơn. Kết quả của một hạng mục nghiên cứu đã chứng minh được rằng tỷ lệ mắc bệnh đáng chú ý của những người không ăn thịt cao hơn gấp đôi so với những người ăn thịt 2 ngày một lần. Thịt hầm trong vòng 1 tiếng là nguồn dinh dưỡng vô cùng dồi dào. Okinawa, nơi được mệnh danh là vùng đất trường thọ của Nhật Bản, có đặc điểm là những người già ở đây đều có thói quen ăn thịt. Hầu như mỗi ngày, họ đều ăn thịt nhưng không hề có bất kỳ một người nào mắc các bệnh về tim mạch. Họ thích ăn thịt, nhưng cách họ chế biến thịt lại rất khác với chúng ta. Không phải mỗi bữa đều xào thịt, chiên thịt, mà là luộc thịt trong vòng từ 2 đến 3 tiếng, sau đó cho thêm củ cải và rong biển vào nước canh. Tiếp theo là hầm thêm 1 tiếng rồi mới sử dụng. Đây họ gọi là nguồn dinh dưỡng. Bằng cách chế biến này, thịt sẽ được gầm trong một khoảng thời gian dài, do đó hàm lượng chất béo không bão hòa trong thịt sẽ tăng lên một cách rõ rệt. Hàm lượng cholesterol giảm mạnh, loại thịt này vừa có hàm lượng dinh dưỡng cao, phong phú, lại vừa không gây nên các bệnh về tim mạch. Đây là một loại thức ăn dinh dưỡng rất tốt, có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Trong các loại thịt có chứa hàm lượng axit amin rất phong phú, chúng có thể giúp các mạch máu giữ được độ mềm mại, dẻo dai, từ đó tránh được các bệnh xơ vữa động mạch và đột quỵ, đồng thời nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể đối với các bệnh truyền nhiễm. Từ đó ta có thể thấy nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe của con người không nằm ở bản thân các loại thức ăn, mà nằm ở phương pháp xử lý các loại thức ăn và lượng sử dụng của con người. Việc không ăn các loại thịt không đảm bảo được rằng con người sẽ được trường thọ, mà ngược lại có thể gây nên hậu quả lớn, đó là cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng như protein, vân vân. Cuối cùng là đẩy nhanh dẫn đến tử vong. Quý vị thân mến, như vậy, mỗi người chúng ta nên có một chế độ ăn uống hợp lý, khoa học, không nên có những tư tưởng sai lệch về việc ăn các loại thịt, cá, chỉ ăn các loại thịt một cách khoa học mới khiến cho con người khỏe mạnh, trường thọ phải không nào? Vậy làm thế nào để duy trì tuổi thọ, làm chậm sự lão hóa ghé thăm cơ thể? Rất đơn giản thôi thưa quý vị, chỉ cần áp dụng những phương pháp mà An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ ngay sau đây. Thứ nhất, mỗi bữa ăn đều rất quan trọng, chúng ta cần phải ăn cả thịt đỏ lẫn thịt trắng, nhưng nên ăn một lượng hợp lý. Những người tóc đã bạc thường sẽ có cơ thể rất thiếu dinh dưỡng. Nếu ăn thiếu một bữa sẽ khiến cho xương, các cơ quan bị suy nhược, mất sức. Tuổi càng cao thì lượng thức ăn nạp vào cơ thể càng ít đi. Lúc này chúng ta cần phải chú ý đến việc cơ thể có hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng này hay không. Có người đã nói rằng,
Ăn thịt gia súc không bằng thịt gia cầm, ăn thịt gia cầm không tốt bằng cá. Đây là một câu nói vô cùng đúng đắn. Thông thường, thức ăn chính của người cao tuổi là cá, trứng, sữa, kèm theo đó là một chút thịt. Mỗi ngày người già nên ăn khoảng 50 gram thịt đỏ là hợp lý nhất. Những người già có cường độ vận động cao có thể ăn nhiều hơn một chút, thường là 75 gram. Những người mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, máu nhiễm mỡ nên hạn chế ăn thịt đỏ, mỗi tuần chỉ nên ăn từ 2 đến 3 lần. Mỗi lần không quá 50 gram. Thịt cá là loại tốt nhất trong tất cả các loại thịt, bởi loại thịt này rất mềm nên cơ thể sẽ dễ tiêu hóa chúng hơn là thịt gia cầm và gia súc. Đồng thời hàm lượng chất béo trong thịt cá rất thấp, do đó chúng sẽ không gây nên các bệnh liên quan đến tim mạch và não. Thường xuyên ăn cá còn có tác dụng bổ não, do vậy trong tất cả các loại thịt thì tôi khuyên bạn nên ăn nhiều thịt cá. Thứ hai, phân bố đều lượng thức ăn của 3 bữa. Việc phân bố đều lượng thức ăn cho 3 bữa có thể giúp cho việc hợp thành protein của gan được ổn định, khiến cho quá trình trao đổi chất được diễn ra một cách thuận lợi hơn. Thứ ba, trong việc lựa chọn thức ăn, bạn nên chọn những loại protein động vật và các loại thức ăn có khả năng chống oxy hóa cao. Những thực phẩm protein động vật có chứa các axit amin, đây là loại chất rất cần thiết cho cơ thể, do đó tôi khuyên mọi người nên ăn nhiều hơn các loại thực phẩm dạng này. Có thể là nhiều hơn tiêu chuẩn ăn uống tham khảo của thế giới một chút. Các loại thức ăn có khả năng chống oxy hóa, có thể loại bỏ các gốc tự do có trong cơ thể, làm giảm tốc độ lão hóa. Thứ tư, không nên chỉ chọn ăn những loại thức ăn mềm. Khả năng nhai, nuốt, thức ăn phản ánh mức độ lão hóa của cơ thể. Để duy trì được khả năng nhai nuốt của mình, tôi khuyên bạn nên chọn những loại thức ăn phù hợp. Mỗi lần cho thức ăn vào miệng hay nhai nuốt một cách chậm rãi. Thứ năm, duy trì, đảm bảo khoang miệng được sạch sẽ. Cách nửa năm nên đến nhà khoa khám một lần, kiểm tra răng, rửa răng để đảm bảo khoang miệng của bạn được sạch sẽ. Từ đó giúp cho cơ thể duy trì được khả năng nhai nuốt, giảm thiểu được nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và não và các biến chứng. Thứ sáu, mỗi tuần nên đi ăn ngoài mấy lần. Đương nhiên tôi luôn khuyên mọi người hay ăn cơm tại gia đình, nhưng chúng ta cũng không nên nghĩ rằng tất cả các loại thức ăn bên ngoài đều có độc. Sau 50 tuổi, ngược lại chúng tôi khuyên mọi người nên tích cực tạo ra cảm giác thèm ăn cho bản thân mình, kể cả là chỉ có một mình bạn cũng có thể đến các nhà hàng khác nhau để dùng bữa, thử các mùi vị khác nhau, mỗi tuần đến đây một lần, mặc một bộ quần áo mà mình thích. Đưa những người bạn của mình đến đây, mọi người tụ họp để thưởng thức một tuổi trẻ một lần nữa. Thứ 7. Nên ninh, hầm thức ăn, hạn chế xào. Tổng các phương pháp, phương thức chế biến thức ăn lý tưởng nhất bao gồm hấp, xào, ninh, hầm. Thì hầm và ninh là phương pháp lý tưởng nhất cho những người trung và cao tuổi. Hầm là cách nấu ăn không dầu, trực tiếp bỏ thịt vào nồi, sau đó thêm một lượng nước lạnh vừa đủ để luộc. Khả năng nhai nuốt của người cao tuổi đều đã giảm đi đáng kể, nhưng thịt hầm lại rất tươi và mềm, sau đó thích hợp với thói quen ăn uống của người già. Thứ 6. Những lúc bị bệnh nên hạn chế ăn thịt. Nguyên nhân mà người cao tuổi cần ăn thịt đó là trong thịt có rất nhiều protein chất lượng cao, nhưng loại chất này lại không hợp với những người mắc bệnh có huyết áp cấp tính. Sự trao đổi protein chất lượng cao của con người sẽ sản sinh ra ure, loại chất này cần phải thông qua nước tiểu để thải ra ngoài, do đó vô hình chung đã làm tăng sức ép lên thận. Vậy nên những người bị viêm thận tuyệt đối không nên ăn các loại thức ăn có chứa nhiều protein. Khi người già bị mắc bệnh cảm cúm thì không nên ăn thịt gà, nếu không bệnh tình sẽ càng kéo dài hơn. Bởi vì khi bị cảm, hầu hết mọi người sẽ xuất hiện triệu chứng sốt, nhiều đờm hoặc ho, mà thịt gà sẽ làm nặng nề thêm các triệu chứng này. Những người bị cảm cúm thì càng không nên ăn những loại thực phẩm chế biến từ thịt có nhiều nhiệt lượng, ví dụ như thịt dê. Thứ 9. Không uống rượu. Uống rượu lâu dài hoặc thường xuyên với những loại rượu có nồng độ cao có thể làm hỏng niêm mạc dạ dày và tế bào gan, cũng có thể gây ra những tác hại rất lớn về các cơ quan khác như thị giác, có thể gây ra các bệnh tim mạch và mạch máu não. Uống rượu thường xuyên là một nguyên nhân quan trọng gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ do rượu thường có một nguy cơ đặc biệt nguy hiểm là dễ bị xơ gan, lộ trình có thể tiến tới bị ung thư gan. Uống nhiều rượu đến mức nghiện rượu gây bất lợi cho sức khỏe. Vì vậy, bạn là người trung niên và cao tuổi thì không nên uống rượu, đặc biệt hơn là tuyệt đối không được say rượu. Thứ 10. Không ăn quá mặn. Khi bước vào độ tuổi trung niên và cao tuổi, nếu bạn đang duy trì thói quen ăn mặn, khẩu vị đậm thì nên thay đổi càng sớm càng tốt, bởi vì chế độ ăn quá nhiều muối là một yếu tố nguy cơ quan trọng gây ra làm trầm trọng thêm các bệnh về huyết áp, đột quỵ, bệnh tim và bệnh thận. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị rằng lượng muối ăn hàng ngày cho mỗi người không được vượt quá 5 gram. Cần lưu ý rằng bột ngọt cũng là một loại muối natri, vì vậy không nên ăn quá nhiều. Thứ 11.
Không ăn món quá nóng. Chế độ ăn của người trung niên và cao tuổi nên bổ dưỡng và dễ tiêu hóa, nên ấm và mềm, không nên để nhiệt độ quá nóng khi ăn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn thức ăn nóng sẽ dễ làm hỏng niêm mạc, miệng và thực quản, theo báo cáo trong quá khứ. Tỷ lệ mắc ung thư thực quản cao có liên quan đến việc tiêu thụ các món cháo nóng trong một thời gian dài. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự xuất hiện của ung thư dạ dày có liên quan mật thiết đến việc tiêu thụ trong thời gian dài với chế độ ăn nhiều muối và thức ăn nóng. Ngoài 11 việc không nên làm nói trên, chúng ta cũng phải ghi nhớ thêm một số lời khuyên khác là không nên tiêu thụ trong thời gian dài, chế độ ăn nhiều gạo trắng tinh chế với lượng chất xơ ít hơn sẽ làm suy yếu nhu động ruột và dễ bị táo bón. Thay vào đó, bạn nên tăng cường ăn thêm các loại thực phẩm thô, nhóm tinh bột như ngô, kê, khoai hay sắn. Khi ăn, hãy chú ý đến sự kết hợp giữa ngũ cốc tinh mịn và ngũ cốc khô, sự kết hợp giữa thực phẩm chay và thực phẩm không chay để đạt được sự cân bằng về dinh dưỡng. Chúc quý vị luôn giữ được một sức khỏe tuyệt vời. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.